Chiến sự Nga-Ukraine ngày 11 tháng 8 năm 2023, Nga đẩy lùi 17 cuộc tấn công của Ukraine, nêu điều kiện khôi phục thỏa thuận ngũ cốc. Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Donetsk, loại khỏi vòng chiến hơn 290 quân nhân Ukraine trong ngày qua. Ở hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam phối hợp chặt chẽ với máy bay và pháo binh đã đẩy lùi thành công 17 cuộc tấn công của các nhóm xung kích quân đội Ukraine gần các khu định cư Belogorovka, Novomikhailova và Bakhmut ở Donetsk. Trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất hơn 290 binh sĩ, ông Konashenkov nói. Quân đội Ukraine cũng mất 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới, hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo cơ giới Acacia, pháo M777 do Mỹ sản xuất và 2 pháo D-20 trên hướng này. Liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Kalozhin liệt kê các điều kiện khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận phải tuân thủ mục tiêu nhân đạo đã nêu. Theo đó, điều kiện của Nga bao gồm việc giải quyết các vấn đề về hệ thống như kết nối Rosecobank, ngân hàng nông nghiệp Nga, với hệ thống thanh toán SWIFT, khôi phục cung ứng phụ tùng, thiết lập hậu cần và bảo hiểm vận tải. Ngoài ra, điều kiện của Moscow còn bao gồm việc khôi phục khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp Nga đối với tài sản của họ ở nước ngoài.